chắc. Trên sân số 1, nội dung đơn nam Phan Phúc Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Đức Phát, quân đội, điều hành trận đấu tài chính Xuân Hòa, Đại Long Cầu, Văn Lâm. Trên sân số 4, nội dung đơn nam Nguyễn Tiến Tuấn, Hà Nội, Vũ Hải Đăng, Thành phố Hồ Chí Minh, điều hành trận đấu thuộc về chính Thanh Tùng, Đại Long Cầu, Hà Nội. Cười.
cho giải quyết cái tin mới mới không làm không quan chưa vậy. Vẫn không ngược lên. Nó có muốn cái bài đấy lại cứ đánh đúng bài đấy rồi nó. Trên sân số 2. Nội dung đơn nam Trần Liên Mạnh An, Đồng Nai, Nguyễn Thiên Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều hòa trận đấu là chính tình trọng và đeo cầu của Quốc Lương. Tay chiêu đúng tay của nó, các con đẩy vào tay của nó luôn. Đi. Thank you.
Vâng. Đây sắp còn do tài bước cho lách trái Yeah.